Cảm ơn bạn muốn hẹn hò cùng ông Mai Ba Mối Quyền Linh Cát Tường. Không chỉ vui vẻ dễ thương, lại còn duyên dáng kết xe duyên lành. Chúc chương trình ngày càng nhiều người đồng hành, xe nhiều duyên mới tiếng lành đồng xa. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn em. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên cạnh. Em xin tự giới thiệu, em là Đặng Bá Tùng. Năm nay 31 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Hiện tại cũng đang làm việc ở Đồng Nai. Em làm công việc gì Tùng? Dạ, em làm bảo trì. Rồi, tới phiên mình, bạn nữ. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh, tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay và bạn nam bên kia hàng rào hoa hồng. Trước khi giới thiệu về bản thân mình thì em xin tặng chương trình một bài thơ nhỏ mà em tự làm. Rồi. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò cùng ông Mai Ba Mối Quyền Linh Cát Tường. Không chỉ vui vẻ dễ thương, lại còn duyên dáng kết xe duyên lành. Chúc chương trình ngày càng nhiều người đồng hành, xe nhiều duyên mới tiếng lành đồng xa. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn em. Bây giờ thì mình có thể giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Diễm. Năm nay em 26 tuổi, em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em sinh sống và công tác tại quận 7. Công việc hiện tại của em là chuyên viên R&D, chuyên nghiên cứu và phát triển sản phẩm thuộc lĩnh vực thực phẩm. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hoạt bát, em rất là hài hước. Nếu như mà ai mà quen biết em thì nói chuyện với em từ đầu đến cuối là em sẽ là bao vui, bao nhây, bao lầy, giống như cơm bao no. Bữa nay lát em làm sao em bao vui cho anh đó giùm chị nha. Dạ, bên cạnh đó thì em là người phụ nữ của gia đình. Em biết nấu ăn, chăm sóc nhà cửa. Nói chung là việc chăm sóc gia đình thì hoàn toàn là đối với em không có vấn đề gì cả. Chăm chỉ siêng năng và em gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Thấy mình đó ổn nha, đàn gái ổn đó. Dạ, thấy có vẻ hoàn hảo đó Linh. Còn em? Ưu điểm của em lớn nhất là em có cái tính ham học hỏi. Em cũng biết chơi thể thao, có thể hát được. Khuyết điểm thì em hơi nhát với bạn gái. Em hay xuống thành phố Hồ Chí Minh không? Trước thì em học thì em cũng lên xuống nhiều, như giờ về giữa làm thì cũng ít lên. Rồi bây giờ nếu quen bạn gái trên thành phố thì mình sắp xếp như thế nào để mình hẹn hò? Tuần lên lần được chị Cát Tường ơi. Tuần lên lần được không em? Dạ được chị. Không, bây giờ đường xá cũng đi nhanh lắm. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi anh Linh. Dạ, người thứ hai thì tình cảm dần dần nó nhạt nên là chia tay. Lý dạ, do sao nhạt? Bạn gái có người khác chị Cát Tường ơi. Còn bạn gái bên kia? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình rồi chị. Mối tình đầu tiên thì là lúc em còn là sinh viên. Chia tay là tại vì trên là tuổi tác quá lớn. Ảnh hơn em hơn 10 tuổi chị. Là bên này là hơn em như em biết không? Dạ ảnh hơn em 5 tuổi. Được không? Dạ được. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây khoảng hơn 1 năm. Dạ quen nhau cũng khoảng 6 tháng. Làm cái việc gì thì em cũng có một cái kế hoạch trước. Em thích đặt cái kế hoạch trong cuộc sống của mình. Còn ảnh thì ảnh suy nghĩ hơi đơn giản. Khó tìm được tiếng nói chung với nhau trong cái sự trao đổi. Thì thấy em là một người rất là quyết đoán và đâu đó rõ ràng. Dạ, đúng không? Dạ mình, đúng rồi. Mình có vẻ cá tính mình hơi mạnh mẽ. Dạ đúng rồi chị. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em rất là ngưỡng mộ anh trai của em. Em mong muốn là người đó cũng sẽ được gần giống như anh em khoảng chừng 80% cũng được rồi. Anh trai của em thì ảnh đẹp trai, có công việc ổn định, chuyên môn tốt, hiếu thảo, biết lễ phép với mọi người trong gia đình, biết cách cư xử. Trong cuộc sống cũng luôn có kế hoạch trước, điềm tĩnh. Đặc biệt là ảnh có gia đình rồi và ảnh luôn là phụ giúp vợ trong việc chăm con hàng ngày. Ví dụ như là phụ vợ thay tã cho con, rồi pha sữa cho con, đút con ăn cơm vân vân. Bên cạnh đó thì em và anh trai cũng giống như là hai người bạn thân, mặc dù là anh trai với em gái. Nhưng mà em chia sẻ với ảnh mọi chuyện của mình, từ vui buồn, từ công việc, rồi học hành, cuộc sống là em đều chia sẻ. Và ảnh cho em rất là nhiều cái lời khuyên tốt, cũng như là định hướng cho em là phải làm như thế nào trong cuộc sống. Nhưng thí dụ anh hỏi em cái gì cũng giống anh trai em được á, tất cả giờ cho con bú được nè, rồi giặt tã cho con nè, tắm rửa cho con được, nhưng mà cái đẹp trai đó không thể nào như anh trai của em được không? Dạ được anh, bởi vì em nói là chỉ cần khoảng 80% là được rồi anh. Ví dụ không được 50 rồi bây sao? Giờ bên đó cỡ được như phần trăm, tự nhận xét nãy giờ đó, những tiêu chí của cô này đưa ra hình ảnh như người anh trai vậy. Em nghĩ em cũng đáp ứng được 70%. Không gan vậy á, của ông trai ông là siêu mẫu rồi sao? 50 là quá chuẩn rồi. Em làm được gì nè? Dạ mấy cái mà chăm con ấy này kia, mấy cái đó thì em nghĩ em làm được. Thiếu đẹp trai tí thôi anh. Thiếu đẹp trai thôi bỏ qua. Thì em cũng mong muốn là cái người đàn ông sắp tới của em sẽ là một cái người chân thành, rồi đủ cái tin tưởng để cho em là một cái chỗ dựa vững chắc cho em trong cuộc sống. Đúng rồi. Còn bạn trai, yêu cầu mẫu người lý tưởng của bạn sao nè?
Dạ, như nãy bạn gái nói thì bạn gái vui tính là em rất là thích rồi ạ. Em thì người hơi trầm tính với lại hơi ít nói, thì em muốn bạn gái nói nhiều một tí ạ. Ngoại hình thì em thích người mập mập một xíu. Vậy thôi chị Tường ơi. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Đến qua anh coi có mập mập chút không? Qua đây, qua đây. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh. Được, này cũng hay nha. Giống như có nhìn thấy nhau hay sao? Cũng tròn tròn, nói chung không mà tròn, dễ thương. Trong cuộc sống em thích cái gì nhất? Cái sự chia sẻ với nhau, có thể là nói được hết với nhau những cái điều mà có thể mình không nói được với ba mẹ mình. Tâm sự với anh trai vậy đúng dạ, không? Dạ, đúng. Rồi em không thích điều gì? Dạ, em không thích ở người đàn ông làm hút thuốc, rượu chè, gia trưởng, độc đoán, không có cái ý chí cầu tiến trong công việc và cuộc sống. Sao em? Dạ, thuốc thì em không hút, nhậu nhẹt thì cũng lâu lâu có tụ họp bạn bè này kia. Ừ. Dạ. Còn cầu tiến thì chắc chắn em có rồi. Dạ, có. Dạ. Trong cuộc sống em thích điều gì? Là em thì thích những cái niềm vui với gia đình, bữa cơm hay là đi chơi này kia với gia đình á. Người đàn ông của gia đình không thích điều gì ở phụ nữ? Hay lớn tiếng này em không thích. Cô này nói hơi lớn tiếng đó. Không, lên tiếng vậy không sao. À, lớn tiếng tức là la lớn hay là đúng, nói hay lớn tiếng. Hay lạt nộ này kia đó anh Linh. À, dạ. Chứ phụ nữ nói rộn rã nghe nó cũng dạ, hay vui, lắm á. Cái đấy vui. Cảm tình lắm á, vui á. Dạ, làm sao hai bạn hiểu nhau mới điều quan trọng ha. Bây giờ nếu được thì bao lâu nữa em tiến tới hôn nhân được? Dạ, có thể là tìm hiểu 1 hoặc 2 năm nữa. Mình làm dâu được không? Dạ, em làm dâu được. Làm dâu được. Ví dụ về Trảng Bom ở được không? Dạ, nếu như mà ảnh có thể lo được cho em cuộc sống cũng như là công việc của em ở đó thì em có thể về. Ví dụ như lấy nhau thì mình sẽ sống ở đâu? Sống ở Trảng Bom luôn hay là mình có ý định gì lập nghiệp ở đâu không? Dạ, em nghĩ là mình sẽ lập nghiệp ở Trảng Bom luôn. Mà đang ở với ba mẹ mình luôn. Dạ, ở với không? Ba mẹ. Rồi, có vẻ hơi ốm nhỉ? Dạ. Mình khỏe không? Khỏe chị. Chơi thể thao gì không? Có chị, có bóng đá, bóng chuyền. Ốm nhưng mà khỏe đúng không? Dạ. Vấn đề bây giờ là thuyết phục được bạn gái sao để cô ấy chịu theo mình để xuống Trảng Bom. Cặp này được đấy, rất là dứt khoát, rất là rõ ràng. Em trai đi với ai em trai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ, với lại hai cô, anh rể, với lại em họ nữa. Cả gia đình luôn hả? Ồ, đông quá hả? Dạ. Dạ, chào cô. Dạ, xin chào cô. Xin chào MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Bên cháu thì cũng được rồi đấy. Bên bác bác rung quá rồi. Cháu thì nói chung là cũng hối lâu rồi đấy. Thì nhờ chương trình, nhờ ông Mai bà mối xe cho hai cháu thì bác đấy cũng mừng. Dạ. Đây bổ sung cho em gái rồi. Rồi em gái giơ tay phát biểu rồi, đang muốn giơ tay. Con xin chào MC Cát Tường và chú Quyền Linh và toàn bộ khán giả. Dạ, em tên là Cương, là em gái út của anh Tùng ạ. Cho em được giải trình ra cái tiêu chuẩn của chị đó. Cái tiêu chuẩn ngoài đẹp trai đó thì em thấy mọi cái còn lại thì em thấy là 80-90% là anh em có thể. Em rất là đẹp trai, chị thấy đẹp. Về gia đình á chị, thì anh luôn luôn hướng về gia đình. Em muốn chia sẻ một câu chuyện là ngày đấy anh đi học ôn thi đại học ở trên Đại học Nông Lâm á. Cái ngày đấy là 8 tháng 3, trời mưa nữa, mà hồi đó là anh đi xe đạp chứ không có xe máy đó. Anh chạy từ đạp xe đạp từ trường Nông Lâm về nhà để tặng hoa 8 tháng 3 cho mẹ với em. Dạ, em rất là xúc động vì vậy. Anh em là một người cầu tiến, biết tự mình học hỏi chị. Anh em hiền, em cũng hy vọng là chị cũng bù đắp lại cho anh em. Anh em thì hơi ít nói đó. Em cảm ơn chị. Em gái dễ thương quá. Hôm nay thì em đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi với ba mẹ và anh trai của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, xin chào cháu. Dạ, con chào hai bác. Chào quý vị khán giả ở trường quay. Tôi là ba của Ngọc Diễm. Thì nói thật với lại ông Mai bà mối chứ ở nhà thì rất là đơn chiếc. Chỉ có hai anh em thôi. Anh thì là đã có vợ và ở chung gia đình. Còn em gái thì hiện nay thì nó đang làm ở trong khu chế xuất Tuân Thuận. Công việc thì cũng ổn định. Đến với chương trình thì điều đầu tiên là muốn con gái mình có bến bờ hạnh phúc. Và điều thứ hai nữa là muốn con rể của mình yêu thương con gái của mình, hai con sống chan hòa cho đến răng long đầu bạc. Còn ở thì ở đâu cũng được, con gái tôi thì cũng có khả năng làm dâu. Mong là ông Mai bà mối xe duyên cho hai cháu được thành là chúng tôi rất là mừng. Buổi này có em trai, anh trai bạn ấy đi không? Dạ có, đi. Mấy giờ nghe em gái khen quá trời đất luôn. Em rồi đó. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em cũng thấy là bạn trai này tính cách trầm tính xíu, bé Diễm thì sôi nổi, thì em nghĩ hai bạn tìm được cái mối quan tâm chung trong cuộc sống thì sẽ có tiếng nói. Rồi anh chỉ hỏi em một câu một thôi, em thấy em để tương lai của em có đẹp trai không? Dạ em thấy bạn này thì
chắc là có nét về mình sẽ tút lại. Chàng trai bên đây, theo anh đánh giá khách quan, rất là dễ thương. Và đặc biệt câu chuyện của em gái kể hồi nãy chứng tỏ rằng anh ấy sống rất tình cảm và chăm sóc người thân của mình. Rồi bây giờ sẽ để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau để nhận xét. Cô gái đánh giá đẹp trai thế nào không biết nha. Chúng ta rồi, bắt đầu gặp gỡ. Mở rào. Bắt đầu. Anh cảm ơn quà tặng em. Em cảm ơn. Em cũng có một món quà nhỏ để tặng anh. Và trong đây có một cái bí mật nằm trong này. Để cuối chương trình thì anh hãy mở ra nha. Rồi chúng ta bắt đầu trò chuyện đi các bạn. Cảm nhận về nhau. Anh thấy em đẹp không? Cũng được em. Sao anh? Cũng đẹp. Cũng đẹp hả? Vậy là không đẹp rồi. Đâu anh nói thật mà. Em muốn hỏi anh là cái vấn đề hồi nãy á, ví dụ như là nhà em ít người á, thì nhà em cũng có mong muốn là anh sẽ lập nghiệp ở thành phố, thì ý anh như thế nào? Thật sự là anh cũng rất là thương gia đình nên là anh thật sự là rất muốn ở gần với cha với mẹ. Nhưng mà anh với em thì cũng không có xa lắm thì mình cũng có thể qua lại này kia được. Nhưng mà anh thì vẫn thật sự thì anh vẫn thích ở dưới Đồng Nai hơn. Vậy nếu như mà em theo anh về Đồng Nai á, thì em sẽ phải gác lại cái công việc và cuộc sống hiện tại của em ở đây. Thì em về đó thì anh sẽ lo cho em như thế nào về cuộc sống cũng như là công việc của em? Em làm bên thực phẩm đúng không? Về dưới đó thì cũng có những công ty thực phẩm em cũng có thể làm được mà. Thì năng lực của mình thế nào thôi, chứ chỗ nào thì cũng sẽ có công việc cho mình làm thôi. Mình thương nhau thì chuyện đi lại giữa Sài Gòn với Đồng Nai thì nó cũng gần thôi, cũng không là vấn đề gì nữa. Anh ấy từng ở Sài Gòn rồi mà, em có thể nói cho cô gái biết tại sao em ở Sài Gòn 5 năm rồi mà em lại về quê của em? Là em muốn ở gần gia đình đó anh Linh. À là lúc trước là anh học ở đây à? Ừ, lúc trước là anh học ở Tô Đức Thắng ở quận 7 luôn. À, nhà em cũng ở quận 7 luôn. Nhà em ở khúc nào? À, nhà em ở gần chỗ Lotte. Anh cũng ở trọ ngay gần chỗ đó luôn đó. Dạ. Em thấy anh sao? À, em thấy anh cũng hiền, nói chuyện rất là chân thành. Ví dụ em là một người cũng hơi là nóng tính á, rơi vào những cái trường hợp mà em nóng tính thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Em nóng tính kiểu như thế nào chứ? Có những cái mà nóng tính khiến cho em hành động nó vội vàng á. Nhỡ lỡ như em nóng tính lên, em không cho anh giải thích chẳng hạn, thì anh sẽ làm như thế nào? Từ từ nào em nguội thì giải thích với em thôi. À, nếu như em không nguội thì sao? Ai nóng hòa được em thì cũng sẽ có lúc em sẽ nguội thôi. Anh muốn hát tặng em một bài. Muốn qua thêm một ngày để nhận thêm một nụ cười. Muốn qua thêm một ngày để ngày mai lại thấy em. Bỗng dưng sao một ngày anh nhận ra đang yêu người. Bỗng dưng sao một ngày anh nhận ra đang nhớ em. Thôi em xin hết. Thì em cũng có một cái câu này muốn hỏi anh. À, em ví dụ thôi nha. Cái người ngồi đây không phải là em mà là một cái cô gái khác. À, trong cái quá trình trò chuyện á, thì anh rất là thích cô đó và anh ngủ trong lòng anh sẽ bấm nút chọn cô đó, nhưng mà anh cảm giác á, là cô đó không có sẽ không bấm chọn anh, và đồng thời là cả hai bên gia đình đều có cái ý giống như là hai bạn cũng không có hợp nhau đâu. Vậy thì cuối cùng là anh có bấm nút chọn cô đó hay không? À, anh sẽ bấm theo lựa chọn của anh. Bởi vì thật sự là em hỏi câu này để em muốn xem là anh có phải là một người đàn ông bản lĩnh hay không. Bởi vì với em là người đàn ông là mình phải bản lĩnh và mình phải cầu tiến. Thì đó là cái tiêu chí sẽ quyết định được cái thành công trong cuộc sống cũng như là trong công việc của anh. Em thì có một cái sở thích là em thích rất là thích ăn kem. Thì anh thấy là em có trẻ con không? Bình thường như thì già cũng có thể thích ăn kem được mà em. Vậy thì trước khi kết thúc thì em cũng muốn nói với anh như thế này. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò đã mang anh ấy đến gần bên em. Anh ơi, bấm nút lẹ đi rồi mình đi ăn kem. Tiền kem em trả miễn là mình vui. Rồi, chúng ta hỏi một điều chút xíu nữa rồi sẽ bấm nút. Cái điều này rất là quan trọng nha. Bởi chúng tôi muốn cho nó tròn vẹn câu chuyện luôn. Ở đây là yêu xa, em gái à. Bên đàn trai á, anh cảm nhận bây giờ thật sự á, đây là một người đàn ông gia đình, rất là kiên nhẫn. Và chính anh ấy là người biết kềm chế trước em. Vậy tính cách của anh ấy với em ngược nhau hết. Em rất là nóng, anh ấy rất là hiền, thậm chí kiên nhẫn. Em có thể nói tới sáng tới chiều cũng không có nóng tính nữa. Đây là một người đàn ông mà có thể rất hợp với em. Nhưng vấn đề chỗ là anh ở xa quá. Yêu xa thế nào? Em có chấp nhận có khi cả tháng anh mới xuống một lần hay không?
Dạ thật sự là em nếu mà đã yêu thì em nghĩ là cần cái sự chân thành và tin tưởng. Dạ, thì cái khoảng cách và cái thời gian có thể là mình sắp xếp được với nhau. Còn nếu như yêu gần mà mình không có tin tưởng nhau thì cũng vậy. Nếu bây giờ anh muốn về Đồng Nai em có thể làm dâu được không? Dạ em có thể làm dâu được. Và nếu ảnh lo cho em được cuộc sống và công việc thì em sẵn sàng làm dâu. Được không em? Dạ được ạ. Được, được. Được ha. Dạ. Rất là hiền ha. Hồi lúc nãy thích cậu này rồi đấy. Hồi nãy em có nói cái gì mà đến cuối thì bây giờ là cuối chưa? Dạ, hay là phải có kết quả bấm nút có kết quả à có kết quả bấm nút cuối mở. Kết quả xong rồi cổ nó mở trang nào nữa. Tại vì mỗi trang nó có ý nghĩa khác nhau. Theo tôi là như vậy. Em trai rất là chân thành đó, anh thấy là như vậy. Nếu được một người chồng thế này anh xin chắc rằng là hạnh phúc sẽ đến ha. Anh chỉ hơi ít nói một chút thôi nhưng mà rất quyết đoán. Mình cũng chưa nói điều gì nhưng thấy từ em gái, từ gia đình thì anh thấy đây là những con người sống rất tình cảm. Rồi, thôi, quyền quyết định của mọi người nhé. Đây là chuyện hệ trọng cả cuộc đời. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Không rung động là không bấm. Và bấm thì phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình các bạn nha. Hiện nay ba mẹ và tất cả người thân đang quan tâm chúng ta. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mẹ. Mở đi, mở. Đọc đi em. Món quà nhỏ cho lần đầu gặp gỡ, bao tâm tình gửi trọn vào vần thơ. Hứa dù nhau đi qua những mùa nhớ, để tình mình đẹp cả trong giấc mơ. Đây là một cô gái cũng rất là cá tính đó. Cá tính. Sẵn đây có ba mẹ hai bên đó. Em trai muốn nói gì với ba mẹ cô gái? Dạ, con chào hai bác ạ. Nếu mà con với em đến được với nhau thì con sẽ cố gắng lo cho em ạ. Dạ. Em gái muốn nói gì với gia đình của bên bạn trai? Dạ, chào gia đình của bạn trai ạ. Dạ, thật sự thì con không ngại cái vấn đề làm dâu đâu bác. Và con nghĩ là trong cái quá trình con và anh còn cái quá trình tìm hiểu nhau nữa, chứ không phải là ngày hôm nay là quyết định tất cả. Dạ, nên con nghĩ là con và anh sẽ cho nhau cái cơ hội tìm hiểu nhau. Giờ thì bác lên đây con nhất trí bấm chuông này thì bác nói cho về bác là cùng chẳng phải làm dâu. Con thích thì con làm, mà không thích thì ở riêng. Đất đai thì có, nói chung thì hai đứa ở đâu bác cùng không đặt thành quan trọng, ở đâu cũng được, hạnh phúc là được rồi. Cha mẹ nào cũng thương con cái, cũng muốn cho con cái mình được có một cuộc sống hạnh phúc nhất. Thôi giờ, hai đứa nắm tay nhau, nắm tay nhau đi hai bạn. Tính ba mẹ không bạn gái. Dạ con xin thế hai bác cho con hôn Diễm ạ. Dạ xin chào anh Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn gái cùng tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Huỳnh Tấn Thành, năm nay 40 tuổi. Huỳnh Tấn Thành. Dạ. Em đang làm việc cho công ty Mitsubishi Electric Việt Nam và đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy hả? Dạ em ở quận 8 anh. Quê em ở đâu? Quê em ở Sài Gòn luôn. Ở thành quận 8 luôn hả? Dạ. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và chào anh bên kia. Chào em. Dạ em tên là Ngô Thị Loa, hiện là em 33 tuổi. Em quê ở Bến Tre nhưng mà em cũng sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hiện tại thì em là mẹ đơn thân của bé trai 4 tuổi. Dạ. Nhà em thì trên em thì có chị gái, dưới em thì có em trai ạ. Vợ chồng em trai thì sống với ba mẹ em và nhóc của em ở dưới quê ạ. Em ở trên đây với chị gái ạ. À tức là em đang ở một mình với chị gái. Dạ, còn con của em thì ở với em trai của em ở dưới quê. Dạ đúng. Là dưới Bến Tre đúng không? Dạ đúng rồi. Còn em làm trong ngành nào? Em phụ giúp với chị của em. Chị em có mở một cái xưởng nhựa phế liệu nhỏ nhỏ. Hai chị em làm ạ. Quận mấy cơ? Dạ ở Bình Chánh ạ. Bình Chánh hả? Dạ. Rồi em nói luôn về cái ưu khuyết điểm của mình đi. Về ưu điểm thì em biết nấu ăn ạ. Biết hát một xíu. Với lại thích hài hước nên cũng biết kể chuyện cười ạ. Còn nhược điểm thì em hơi nóng tính. Và thêm nữa là em có cái mà cũng gọi là nhược điểm với lại ưu điểm, đó là em rất là cố chấp. Như là cái chuyện gì mà bản thân em thấy đúng hay là em muốn đeo đuổi là cũng kiên trì lắm. Thì đúng là phải làm cho bằng được đúng không? Dạ. Rồi bên bạn trai nghe chưa ạ? Dạ nghe chị. Bạn trai có ưu khuyết điểm gì?
Dạ, ưu điểm của em thì em luôn đúng giờ trong các mọi câu chuyện. Giống như là mình đi làm hay là có cuộc hẹn gì với bạn bè thì em luôn đúng giờ. Là và thậm chí là đi sớm hơn nữa. Tại vì em thích là mình thích chờ người ta hơn là để người ta chờ mình. Hay quá. Ừ. Thứ hai nữa là em có cái tính trung thực. Thì có sao là em nói vậy. Nên không biết mưu mẹo giống như những người khác vậy. Vậy là tốt quá chứ. Nhưng mà đôi khi có những cái thứ mà mình thấy như vậy mình không nên nói như vậy. Ví dụ như em thấy anh xấu quá, nói Linh xấu quá. Dạ. Nó anh Linh nhìn cũng được được đi. Dạ đôi khi làm người khác cũng phật lòng. Đúng rồi, có đôi khi nói phật lòng vậy đó, phải không? Rồi còn gì nữa em? Dạ em thì được cái trong tứ đổ tường thì em chỉ dính có một cái thôi. Là gì? Tứ đổ tường người ta hay nói là cờ bạc, rượu chè, trai gái hút chích đó anh. Thì em chỉ dính vô cái vụ gái thôi. Có nghĩa là thì em muốn vợ thì em mới lên đây em kiếm bạn gái để em lấy vợ chứ. Trời ơi, giật mình. Đường tình duyên em sao rồi? Dạ em thì hồi đó giờ em trải qua được 3 mối tình. Thì trước khi kết hôn, trong khi kết hôn và sau khi ly dị. Ủa là sao? Dạ, là con đời vợ rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em đã có một đời vợ và đã ly dị rồi. Có con chưa? Dạ có một bé gái năm nay 10 tuổi. Đang ở với ai? Dạ đang ở bên ngoại. Em bên đây con trai chưa? Mình là mấy? Dạ 4 tuổi. 4 tuổi. Dạ em ly dị hồi tháng 2 năm 2016 đến nay. Cũng 5 năm rồi ha. Dạ. Nhưng mà sau đó là có mối tình mà đúng không? Dạ có một mối tình là do em đi công tác ở Hà Nội đó chị. Thì cũng cái kiểu là cũng tâm đầu ý hợp lắm. Nhưng mà do bạn gái đó là yêu cầu là mình phải đi ra ngoài đó ở rể á. Tức như là hỏi ý kiến mình thôi. Nhưng mà em cảm thấy là không có được. Lại tìm hiểu thì cũng đường xa cách trở quá. Rồi, con đứa thôi, bạn gái 10 tuổi rồi, cũng lớn rồi đó. Dạ. Còn mình thì có mấy mối tình cưng ngoài cái cuộc hôn nhân ra? Dạ, nếu tính là chính thức là có 2 mối tình ạ. Một mối tình là lúc học cấp 3 là cảm nắng ạ. Là khoảng 1 năm ạ. Còn mối tình với ba của nhóc em là 12 năm ạ. 12 năm tính luôn cả cái ngày mà về ở với nhau luôn đó là 12 dạ, năm. Dạ tính từ lúc mà tụi em quen xong cho rồi đến lúc lấy cũng, nhau. Dạ lấy nhau rồi sinh nhóc rồi tới trọn gói đó. Trọn dạ, gói là 12 năm đúng không? Trọn gói là 12 năm. Lý do sao chia tay cưng? Cái này chắc là hết duyên ạ, cũng có thể nói là xa mà cách lòng ạ. Tại vì lúc mà em với anh ấy quen á, là từ năm 2006 tới năm 2007 là tụi em mới chính thức là tìm hiểu với lại yêu nhau. Xong rồi năm 2011 là anh ấy đi xuất khẩu lao động. Dạ. Nhưng mà lúc đó vẫn còn giữ liên lạc, vẫn còn bình thường. Tới năm 2014 thì anh ấy về rồi em với anh ấy cưới. Cưới xong thì anh ấy đi trở qua bên đó tại vì đi 5 năm. Cho nên là đi trở qua bên đó lần nữa là tụi em mất liên lạc. Nhưng mà lúc đó thì cái kiểu như nãy em nói thì em cũng cố chấp á, cho nên là vẫn đợi. Là trong nguyên năm 2015 là anh ấy không liên lạc về. Tới năm 2016 thì là lúc anh ấy đi về luôn, là dự định là ở Việt Nam luôn để hai đứa kiếm công việc gì làm hoặc là xây dựng cái sự nghiệp. Xong rồi em mới quyết định là sanh nhóc em là năm 2017. Rồi sau đó rồi cái anh ấy móc nối với bạn bè gì bên đó để mà đi lại lần nữa, là không nói cho em và gia đình biết. Tới khi mà ở bên chỗ bên Bộ Lao động nó gửi giấy báo trúng tuyển về là anh ấy đi lần hai. Thì lúc đó mới báo với ở nhà. Rồi ở nhà cũng có hỏi em là hỏi ý kiến em là có quyết định là cho anh ấy đi hay không. Thì em thì lúc đó là giống như là ảnh không có tôn trọng mình, không có hỏi lúc mà anh ấy bắt đầu. Cho nên là em nói là cái đó là quyết định của ảnh. Tại vì ai cũng lớn, ai cũng sẽ có trách nhiệm với cái quyết định của mình. Cho nên là ảnh muốn đi thì là em không cản. Dạ, ảnh đi lần hai đó thì lúc qua thì vẫn gọi về hỏi thăm mẹ con bình thường. Tại vì lúc đi là nhóc của em được 1 tháng mấy á. Thì vẫn gọi về hỏi thăm hai mẹ con bình thường. Xong rồi sau đó thì em phát hiện là anh có mối quan hệ ngoài luôn. Dạ, nghĩa là mất liên lạc luôn. Dạ. Lạc lòng luôn. Dạ. Đúng không? Bây giờ dạ. Con em nhiêu tuổi rồi em? Dạ con em được 4 tuổi ạ. 4 tuổi rồi hả? Cái là ba nó đi từ lúc thằng nhỏ mới có 1 tháng đó. Bây giờ ở với ai? Dạ ở với bà ngoại với quê ạ. À với quê hả? Bến Tre đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi, vậy em làm ở đây mà ở với ai? Dạ em ở với chị ruột của em ạ. Chị ruột ở nhà riêng hả? Dạ. Còn em đây ở với ai em?
Dạ em ở ở nhà của mẹ. Ở với ai? Dạ, với mẹ với ai nữa? Dạ trong nhà thì chỉ có mẹ em với em thôi. À có hai mẹ con thôi hả? Dạ. À rồi. Đó, sơ lý lịch của hai người là như vậy. Bây giờ cũng có hiểu nhau phần nào về sơ lý lịch rồi ha. Dạ. Thì chúng ta bắt đầu một cái mối lương duyên mới đây. Bỏ qua những chuyện cũ đi. Mình cũng không phân tích ai đúng ai sai cả. Có thể là duyên cũng hết rồi. Bây giờ mình đi tìm một cái duyên mới nào. Em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình với tiêu chí, với mẫu hình như thế nào? Dạ em thích một bạn gái thì cao khoảng 1m5 cho đến 1m55. Dáng người không gầy quá cũng không mập quá. Không gầy quá, không mập quá. Ông nội kia mỗi cái ông mối ông kỳ lắm, nghe cái chữ mập đó ông cười. Không ai mượn luôn á. Thì nghe cái chữ đó nó cũng vui vui mà. Búp míp mà ha. Rồi sao nữa em? Dạ em thích cái mẫu bạn gái là có gương mặt khả ái. Có nghĩa khả ái ở đây có nghĩa là mình dòm cái mình thích liền á. Kiểu như dòm cái việc sắc đánh liền á. Thật ra đó, nếu mà mình nhìn mình thích liền chắc cũng chưa tới mình đâu. Chị qua chị coi cái nha. Nhiều người nói, ôi tôi nhìn ai mà thấy thích liền là có người khác thích rồi. Thành ra cái này khó lắm nha. Tùy theo duyên nữa. Ai cũng thấy ai thích gái đẹp, mà ai thích khả ái. Ta nhìn trước, người ta gọi là làm quen trước bằng mọi cách rồi, đôi khi mình không có duyên khó quen lắm. Khả ái là quan trọng, khả ái với mỗi người chứ. Thì đó, thì bạn này bạn mong là bạn gặp một cái gương mặt mà để mà bạn gặp một cái là bạn thích liền. Chị rất mong là cái hàng rào này kéo ra một cái em gặp là em thích liền. Dạ, bị chị cũng hy vọng là như vậy liền luôn á. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ em thích cái mẫu như ca sĩ Miu á anh. Tại vì Miu. Em thấy Miu cũng nhõng nhẽo dễ thương. Miu. Anh thích Milu hơn. Vậy thôi ha, nó coi như cái mẫu gọi là cái sắc diện bên ngoài là như vậy, còn tính tình thì sao? Dạ tính tình thì em thích bạn gái là thẳng tính á, kiểu như là có sao nói vậy á, là coi như là mình có cái suy nghĩ gì, có giận cái gì hay là có thương yêu gì á thì cứ việc nói ra, chứ đừng có giận mà kiểu như là để ở trong lòng vậy đó. Có gì nói đó. Dạ, vậy do tính tình em cũng trầm cảm, không phải trầm cảm là trầm tính à, trầm tính á. Trầm tính á, và lại cái ngôn từ nó cũng không được phong phú lắm, nên em ít kiểu như là sống thì mình nội tâm hơn, là ít có giao tiếp nhiều á. Nên mình cũng im, mà cái bạn gái rồi cứ nghĩ là mình đang giận cái gì á, rồi bạn đó cũng im luôn, là nó dễ hai người phải gợi chuyện nói cho hiểu nhau rồi. Em có ngại khi mà nếu như mình gọi là đi đến với một cái người bạn gái mà bạn đã có cái đứa con 4 tuổi không? Dạ cái chuyện này thì em không ngại, tại vì lần trước thì em cũng là người đánh sau thôi. Trời, bây giờ để chị hỏi bên đàn gái chị coi cái mẫu người lý tưởng như thế nào nha. Dạ cảm ơn chị. Sao em nói cho bên đàn trai họ nghe đi cưng. Dạ mẫu người của em thì trước hết là em không thích những anh mà có bụng bia một tí. Dạ không thích những anh có bụng bia, với lại mà em sợ nhất là khói thuốc, cho nên không thích những anh hút thuốc lá. Dạ cao thì khoảng cỡ em trở lên là khoảng 1m7 là được ạ. Em mét nhiêu? Dạ em 1m65 ạ. Em có thuốc uống bia không? Dạ không ạ. Không có, bên này không có thuốc uống bia, không có bia thì có một chút xíu. Có nhưng không có bụng bia đúng không? Bụng cũng ngon. Dạ. Rồi, chào em gái. Dạ, anh Linh. Rồi, em cũng giống như anh đó là gặp cái là có tiếng sét á, mình gặp cái là mình thấy mình có thiện cảm, mình cảm tình liền. Em thích nhất là cái mấy anh mà có nụ cười nhìn nó có duyên á. Người ta kêu là nụ cười tỏa nắng á, nhìn cười cái là thấy thương liền, thấy thiện cảm liền. Ví dụ như cái hình mẫu lý tưởng á, cái hình mẫu em có một cái hình mẫu lý tưởng không? Em hình mẫu đó, trước nhất là anh Quyền Linh ạ, với anh Trấn Thành là mẫu đàn ông của gia đình ạ. À vậy đó hả? Có nghĩa là gặp mà giống như anh Quyền Linh hoặc là anh Trấn Thành là em có cảm tình liền đúng không? Dạ anh Quyền Linh là em thích cái tính của anh Quyền Linh là mẫu đàn ông của gia đình ạ. Còn cái ngoại hình anh Quyền Linh cũng hơi có bụng. Ôi nay hết bụng rồi, chút xíu em mở ra ngoài đó, nay hết bụng rồi. Nay dám chụp hình sexy ở trên Facebook rồi, tức là ở trần đó, dám làm tới cái mức đó luôn rồi. Yên xuống tâm. Xuống 10 kg. Bữa nay ngon lành rồi. Dạ.
không, chị cũng hy vọng là khi mà cái rào kéo ra là tụi em nhìn thấy nhau là tụi em sẽ có cảm tình. Dạ. Có cảm giác vậy. Thôi bây giờ cho hai người gặp mặt đi. Đúng ha. Rồi, vậy đi. Thôi, để coi cảm nhận nhìn nhau thế nào. Có bụng bia hay không nha. Mở rào. Bắt đầu đi em. Em chào anh. Dạ em chào anh. Dạ em tặng anh. À em cảm ơn. Dạ. Rồi mở ra luôn đi cưng bé. Em mở ra coi bạn gái tặng mình gì. Dạ. Dạ em tặng cho anh cây bút ạ. Để anh viết tiếp những chặng đường còn lại của cuộc đời anh. Dạ, mong là em sẽ có tên em trong đó. À, cây bút có chữ mộc. Thì cái này trùng mạng với anh. À dạ em cũng mạng mộc ạ. Dạ. À, anh có món quà cũng tặng em. Dạ, cảm ơn. Dạ. Mở ra luôn cưng, khám phá liền. Có quyền giúp đỡ nhau nha bạn. Dạ, anh như là quần áo. Dạ, cái món quà này là một chiếc váy chống nắng, một chiếc áo khoác và một cái áo mưa. Dạ. Thực chất em chú là... đáo vậy luôn á, em chú đáo vậy luôn á hả? Dạ, có thể mọi người thấy cái món quà này nó hơi kỳ lạ tí xíu. Nhưng mà em thì em muốn thông qua cái món quà là em muốn gửi một cái thông điệp cho bạn gái. Là chỉ cần em ở hậu phương động viên anh thì cả cuộc đời của em anh sẽ không để em phải dãi nắng dầm mưa. Ôi, hay quá. Hay quá. Rồi, hay về vị trí đi các bạn. Bỏ xuống đây. Đây là lần đầu tiên hai bạn gặp nhau đó. Chúng ta cảm nhận về nhau lần đầu tiên có cảm giác thế nào khi mà bắt gặp một người xa lạ? À, em cho anh hỏi thăm là hồi nãy em nói là em thích bạn nam cao 1m7 á. Dạ. Thì anh có 1m63 thôi, em có ngại gì không? À, dạ em đặt cái tiêu chuẩn đầu tiên đó là nhìn có cảm tình thì có cảm tình thì em được hết. Dạ. Dạ. Thì lúc nãy là anh cũng có nói là anh thích một bạn gái có gương mặt khả ái á, nhìn thích liền á. Dạ. Là hiện tại anh cũng đang có cảm giác đó. Dạ cảm ơn anh. Dạ tốt rồi ha. Tốt rồi, tốt rồi. Rồi bây giờ mình nói chuyện đi, trao đổi xem gọi là nếu mà chúng ta hẹn hò buổi đầu tiên, mình hẹn hò ở đâu như thế nào, thời gian tuần dành cho nhau như thế nào đó. Dạ công việc của anh thì có bận không ạ? Ví dụ mình hẹn hò thì mình gặp công việc sao? Của anh thì nghỉ thứ bảy chủ nhật. Dạ. Thì em thấy anh có bụng bia. À dạ không ạ. Trời cái tuổi 40 mà phọt vậy là quá ngon rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Đúng dạ. Không em? Mà bạn này nhìn không có thấy giống 40. Em nhìn cũng như băng mấy à. Em trẻ dữ lắm. Chắc 39 đó chị. Dạ không. Em trẻ. Trẻ hơn hai em ha. Dạ đúng rồi. Nhìn cũng trẻ hơn em luôn. Dạ cảm ơn chị. Quan điểm về hôn nhân gia đình mỗi bạn như thế nào? À, theo em đó thì... nói thì, cho bạn đối diện á, mình nói trao đổi với bạn đối diện á. Dạ. À, khi mà đã tiến tới lập gia đình á thì anh quan trọng là gia đình phải là trên hết. Dạ. Còn bạn bè chỉ là thứ hai thôi. Rồi cái anh mong muốn bạn gái nữa là có cái chuyện gì đó, ví dụ như buồn, vui, giận gì đó thì cứ việc nói thẳng với anh. Anh không thích mà để trong lòng. Tự đoán ha anh? Không thích kiểu tự đoán. Dạ, anh không thích cái kiểu tự đoán. Tại vì phụ nữ thì cũng hơi khó hiểu á. Nhiều khi mình đoán nhầm á. Dạ. Cũng không tốt nữa. Đoán nhầm thì dễ hiểu sai ý à. Dạ đúng rồi. Dạ. Quan điểm của em thì cũng giống như mà câu em ghi ở trên cái học book á. Là nếu mà mình không thể chấp nhận quá khứ của ai á, thì mình đừng có yêu thương người ta. Tại vì ai cũng có quá khứ hết. Và cái thứ hai nữa là nếu mà mình không chấp nhận được tật xấu của ai đó thì cũng đừng thương người ta. Tại mà làm người chẳng có ai hoàn hảo hết. Dạ. Yeah. Anh cũng giống em là hiện tại anh đang chuyển qua hướng là chấp nhận hơn là thay đổi một người đó. Dạ. Yeah. Thử mình bàn cái tương lai đi. Khoảng bao lâu mình sẽ đăng ký kết hôn. Rồi khoảng bao lâu mình sẽ có con trai, con gái. Rồi gia đình là phát triển kinh tế thế nào, ở đâu đó, hai đứa bàn thử đi. Hai bạn này nói chuyện có bộ tương đối hợp á nha. Thế là tương thân tương là tương đồng á. Công việc của anh thì phải đi công tác nhiều ạ. À, thỉnh thoảng đi công tác này. Dạ mình chỉ đi trong nước thôi ha anh. Dạ trong nước thôi. Dạ công việc em thì chỉ làm tại nhà cho nên là cũng đi lanh quanh thành phố này. Hồi nãy anh nghe em nói là em
làm ở Bình Chánh mà. Dạ đúng rồi. Bình Chánh mà đoạn nào em ạ? Ngay khu công nghiệp Vĩnh Lộc anh. À. Dạ. Hình như là anh cũng có khách hàng ở dưới đó. Dạ. Nhưng mà ở chỗ anh thì xuống với em thì cũng gần. Không dạ. Sao? Nếu mà hẹn hò thì anh có thể chạy xuống em được. Dạ. Anh cũng không muốn em từ dưới chạy lên đây. À dạ không sao, thì cái đó em thấy cũng bình thường. Nếu mà yêu thương nhau rồi thì nam nữ bình đẳng, anh không đi được em đi tới cũng được. Dạ. Nhưng mà trên đoạn đường đó thì nó có nhiều chuyện không như ý của mình ở trên đoạn đường á, nên à, tốt nhất dạ. Là anh đi xuống dưới. Lo xa thế chứ. Rồi khoảng bao lâu các bạn đăng ký kết hôn? Dạ em hiện tại thì em đang có một cái kế hoạch anh ơi. Thì kế hoạch của em là... Nói cho bạn gái biết đi. Nói cho bé biết nè. À, kế hoạch của anh là trong năm sau anh sẽ tiến hành sửa nhà lại. Dạ. Sau đó đón con gái anh về. Và sau đó sẽ tiến hành kết hôn. Nếu như không có chuyện gì xảy ra. Dạ. Nếu như mà theo dự tính hết. Dạ, đó là cái kế hoạch của anh. Dạ. Ủa mà em được quyền đón con gái về hả? Bên dạ đó thì không? Lúc đó hỏi ý kiến của cháu thôi chị. Ừ. Tại vì cháu cũng lớn rồi. Hơn 9 tuổi là được. Dạ cháu hỏi lớn ý rồi. Dạ. Nhưng mà cháu muốn về với ba không? Em hỏi chưa? Dịp theo. Dèm dèm chưa? Theo ý của em thì cháu chịu về bên ba ở. Ừ. Dạ. Còn em gái thì sao? Chuyện đó như thế nào? À, dạ em thì cũng dự định dự tính là trước hết là thuê trọ trên đây. Nếu mà ổn định thì sẽ rước con trai em lên trên đây cho nó học trên đây. Tại em thấy điều kiện ở trên đây học thì sẽ tốt hơn ở quê. Nếu mà đứa trai đứa gái dồn vô chung nhà được không trai? Dạ được. Không thành vấn đề. Dạ. Có nếp có tẻ rồi ha. Đầy đủ em luôn. Thay đổi cái hoạch sửa nhà của em là tí xíu. À, sửa nhiều hơn, sửa rộng hơn, thêm phòng. Không thêm phòng á dạ. Thực ra nhà em cũng đơn kiết, chỉ có một mẹ và một con thôi, nên con cháu càng nhiều thì càng tốt. Dạ. Rồi. Em hồi nãy anh nghe nói là em biết nấu ăn. Dạ, em nấu được mấy món ăn cơm gia đình bình thường. Dạ, dạ. Tại em miền Tây thì cũng nấu theo khẩu vị miền Tây á. Dạ. Nên là không biết là nấu anh có ăn được không? Dạ, tại vì anh thì anh không biết nấu ăn. À, dạ. Thậm chí nhà anh cũng không có cái bếp nữa. Anh toàn ăn cơm tiệm thôi. Nhưng bởi vì anh mới thích một cái bạn gái là có thể nấu ăn. Đối với anh rồi khi mà lập gia đình đó thì cái bữa cơm là cái bữa cơm quan trọng nhất. Dạ, đúng rồi. Em hỏi bạn gái đi, em nghĩ sao làm dâu được không? À đúng rồi, em có thể làm dâu được không? Dạ, cái chuyện đó thì em không ngại à. Em có thể làm dâu được thì cũng không giỏi lắm nhưng mà cũng có thể quán xuyến việc nhà được ạ. Thật ra anh hỏi là để cho biết, chứ cái việc làm dâu thì anh nghĩ là mẹ anh thì anh sẽ chăm sóc, còn em phụ anh được thì anh quý em hơn nè. Dạ. Dễ thương quá. Hay quá. Tại vì em đã ở với mẹ, có hai mẹ con nên cái việc đó nó quen thuộc đối với em rồi. Dạ. Đúng không? Và anh cũng có thể phụ em được việc nhà được. Dạ. Việc nhà anh để anh làm hết cho, không phụ cũng được. Trời đất ơi, giỏi dữ. Tại em quen rồi, em quen từ nhỏ tới lớn rồi. Với lại bây giờ thời buổi công nghệ 4.0 thì máy móc rồi nó hỗ trợ mình cũng nhiều. Dạ. Nên cũng nhanh, không sao. Thôi rửa chia vậy thì chị thấy cũng được, còn bé này thì lo chăm sóc hai con. Rồi sau này dạ. Còn con chung nữa, đó coi như con là bé này chăm sóc hết. Dạ, được. Thì thí dụ đó, hai đứa bạn có thí dụ sắp sửa mình có thể hai đứa con chung riêng rồi, giờ có thể có đứa con riêng nữa không? Con chung nữa không? Dạ thì hỏi đi, hỏi bạn gái tôi cũng muốn không? Cái này dạ. Em cũng có còn... tương lai. Dạ tương lai. Dạ. Cái ngay là em nói là trời cho đúng không? Dạ đúng rồi, cái chuyện con cái là để trời cho, chứ giờ mình muốn quá thì cũng áp lực tâm lý cho nên dạ. Là cũng không theo ý mình được ạ. Không, nhưng mà ý là anh hỏi là em có thích hay không á, hiểu không? À, dạ có ạ. Nếu mà em chịu chấp nhận anh thì dĩ nhiên là sinh con cho anh thì sẽ có ạ. Em có sợ chuyện mà con anh con em đánh con chúng ta không? À, cái đó là do cách mình dạy thôi ạ. À. Với lại mình cho mấy bé nó hiểu thì con của anh hay con của em thì nếu mà anh thương bé thì bé nó sẽ thương lại anh thôi ạ. À. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Anh Trấn Thành có giống dạ. Anh Trấn Thành không em?
Dạ, nó khác cái chữ ở tên lót đó chị. Đó. Em là Huỳnh Tấn Thành, còn anh Trấn Thành là Huỳnh Trấn Thành. Đó, thì khác có cái chữ lót đó thôi. Dạ. Ý ở đây chị đương muốn nói là bạn này, bạn cái mẫu hình thích lý tưởng Trấn của bạn là Trấn Thành, dạ. Anh Quyền Linh. Em có thấy bạn Tấn Thành nhà mình có giống Trấn Thành miếng nào không? Dạ, cũng có nét giống ạ. Chắc giống nhất là cái tên. Có nghĩa là em không có tuồng nụ cười tỏa nắng đó chị. Không, nụ cười của em tỏa nắng. Rồi, bây giờ trước khi cô gái quyết định thì Thành hãy nói hết những cái cảm xúc của mình về cô gái đối diện ha, và mong muốn điều gì qua cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay nãy giờ đó. Cảm xúc sao em nói, thấy sao nói vậy người ơi, nào nói đi Thành. Dạ, em cũng đang bị sét đánh và em cũng muốn là cái tiếng sét này nó kéo dài càng lâu càng tốt. Sét đánh cháy khét luôn đi. Anh có một cái lời gửi đến em là anh cũng thuộc người chung thủy. Thì cái thời gian em ở bên anh được bao lâu thì anh sẽ cần một cái khoảng thời gian đó để có thể quên em. Vì thế mà em ở bên anh càng lâu thì anh sẽ càng lâu quên em. Trời ơi, hay trời quá ơi. Rồi. Bạn Thành nãy giờ bạn có mấy cái điều mà những cái câu nói mà gọi là đi vào lòng người luôn đó nha. Câu này hơi bị hay đó. Ừ. Rồi, bây giờ chúng tôi không muốn nghe gì nữa, chúng tôi muốn hành động thôi. Quan trọng là cô gái có quyết định bấm nút hay không. Thành để tay trái vào nút bấm đi. Quyết định bấm hay không là quyền của các bạn. Chúng ta chỉ chờ đợi xem cô gái nói gì từ trái tim cô ấy. Nếu trái tim mình rung động, mình bấm ngay. Nếu không, chúng ta không cần bấm. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Trời ơi, bấm đều luôn á, Linh ơi. Cắt. À, chúc mừng hai bạn. Bây giờ chúng ta có thể nắm tay chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Rất là hợp lý. Một chàng trai cũng cười tỏa nắng cho bộ, cũng dạ, điển trai đúng không? Hiện nay trong lòng của em gái thấy thế nào? Dạ chắc là tìm được đúng người rồi ạ. Đúng người rồi. Dạ. Em trai thấy sao? Dạ em thấy bàn tay mềm mại quá anh. Mềm mại quá Thành hả? Đâu, bạn rằng... trai là đã khẳng định là bị sét đánh rồi đúng nhưng rồi. Mà không biết là trái tim của bạn nữ có sao xuyến xuyến xoắn gì không nè? Dạ sao xuyến rồi ạ. Sao xuyến rồi. Nhớ về coi sửa phòng theo cái thiết kế khác nha. Dạ. Đâu bây giờ phải thêm phòng rồi. Đúng rồi. Chắc chắn là phải thêm phòng rồi. À, chuẩn bị thôi. Bây giờ thì mình hướng mắt về màn hình ha. Coi như là ba mẹ hai bên đang theo dõi chương trình. Mình nói gì với người lớn đi. Thành nói trước đi Thành. Dạ. Em xin. Con xin chào hai bác. Gia đình. Dạ, con xin chào hai bác và gia đình. Thì hôm nay cũng nhờ chương trình mà con có được bạn gái. Thì khoảng thời gian của cuộc đời thì cho đến nay thì nó cũng còn ngắn lắm. Cho đến bây giờ thì mình thấy nó rất là ngắn. Thì con sẽ hứa là sẽ dành cái khoảng thời gian còn lại để lo cho bạn gái. Trời ơi. Còn em gái nói gì với gia đình đi. Dạ con chào gia đình và dạ, con chào bác và chào gia đình ạ. À. Thì cũng cơ duyên biết đến bạn muốn hẹn hò giờ hôm nay con cũng ngang và gặp được với anh Thành ạ. Trước hết thì hai đứa con nhìn cũng cảm mến nhau rồi. Thì mong là trong thời gian tới lúc tìm hiểu thì sẽ hiểu nhau hơn và đi xa hơn nữa ạ. Con cảm ơn bác và gia đình ạ. Rồi.